À, chào anh chị em mình ha. À, hôm nay em lại lên tiếp với cây bò vàng anh chị em ơi. Quá trời cái cây luôn. Đây là một cái siêu phẩm thân thủ. Anh chị em mình sưu tầm thì mấy cái sản phẩm này hiện tại thì giá nó rất là ok anh chị. Giá là 3 chậu 270 ngàn ha, hiện tại hàng sưu tầm. À, hàng này rất ngon cho hoa nha anh chị ơi. Cho nên cả nhà mình chơi cây thì chơi hoa xong mình có thể giữ cái cây này mình chăm bình thường. Cây có thể lên tới 60 đến 1 mét ta chuyện nhỏ vậy ha. Đó, dòng Nero nắng này á, nhiều anh chị mình hỏi em đó là cây bò vàng này nó có to cây hay lớn cây hay không, thì nhiều anh chị em mình mới chơi á thì mình có thể tìm hiểu thêm ha. Thằng này bông không thơm nhưng mà một cây có thể lên tới 5 đến 7 giòi bông khi mà anh chị mình trồng tới tầm 50 đến 60 nha. Nó nhiều lắm anh chị em mình, tại vì cái thân nó như mập như thế này thì bông nhiều là đúng anh chị ha, không có sai. Nó thì dự trữ nhiều thì bông nhiều thôi. Và đặc biệt là dòng Nero này nó nhảy con á, nhìn thân lá nó cũng đã nên gì. Mặt mông em sẽ chạy trên màn hình để anh chị em mình tham khảo ha. Thì chương trình ngày hôm nay thì em chia sẻ cho mình luôn á, combo 3 chậu 270.000 phí ship, đồng giá 39k nha anh chị em ơi. Anh chị mình đặt 1 chậu cũng 39.000 tiền ship, mà 10 chậu cũng 39.000 tiền ship, cho nên anh chị em mình đặt hàng cứ liên hệ thoải mái ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã đến với video của em ngày hôm nay. Anh chị em ơi, chúc cả nhà mình một ngày thật vui vẻ ha. Hiện tại thì cái lô này em lên là cây Dendro nắng bò lưỡi bò vàng, Dendro nắng lưỡi bò vàng. Video xa lên cây Dendro nắng lưỡi bò tím ha. Bò tím, bò vàng hai thằng đó là đi cặp bên với nhau ha. Đó thì chia sẻ nhà mình luôn để anh chị em mình dễ tham khảo và dễ chốt ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay nha. Anh chia sẻ anh chị em mình là cái cây chậu phi 12 anh chị. Đó. Cây này chậu phi 12 ha. Hiện tại cây rất là khỏe luôn. Rồi, cảm ơn cả nhà đã đến video của em ngày hôm nay anh chị em ơi. Nay chất giọng không có tốt. Đó. Gãy mấy cái lá mà gãy vậy nè anh chị mình cứ yên tâm, một là mình bứt cái khúc này thôi mình bỏ, hai là mình cứ để anh chị bình thường hết, nó không có bệnh nữa anh chị, nó khô rồi đó. Rồi, cảm ơn cả nhà đến video của em ngày hôm nay, cả nhà chúc cả nhà mình một ngày thật là vui vẻ nha. Dòng này về kích rễ thoải mái anh chị, ngon lành cây rất là khỏe. Rồi, cảm ơn cả nhà.